Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ông Cua Đen Đồng Tháp. Ốc bươu sinh sống ở nơi ẩm thấp, ao hồ và ruộng nước, nơi có hàm lượng bùn bã hữu cơ cao, đa dạng về thực vật thủy sinh. Ốc bươu thích môi trường nước chảy nhẹ, không bị ô nhiễm, với nhiều thực vật thủy sinh ưa thích như các loài gông, các loài bèo, hoa súng. Ngoài ra, còn có các yếu tố quyết định đến môi trường sống của ốc như nhiệt độ, độ mặn, độ pH, nồng độ oxy trong nước. Ốc phát triển mạnh trong ngưỡng nhiệt độ từ 18 đến 31 độ C. Khi nhiệt độ tăng lên 37 độ C, ốc sẽ phát triển chậm và tỷ lệ chết rất cao. Khi nhiệt độ giảm xuống 16 độ C thì ốc sẽ bỏ ăn và rơi vào trạng thái ngủ đông. Và khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C thì tỷ lệ chết cũng sẽ rất cao. Về độ pH, ốc phát triển mạnh trong ngưỡng pH từ 7.5 đến 8. Ốc phát triển chậm khi pH nhỏ hơn 6.5 và có hiện tượng nhả nhớt khi pH nhỏ hơn 5. Về độ mặn, nguồn nước có độ mặn nhỏ hơn 8 phần ngàn thì sẽ nuôi được ốc. Về môi trường sống thì chúng ta cần lưu ý sau những cơn mưa thì nhiệt độ và độ pH thay đổi đột ngột. Người nuôi cần phải sử dụng vôi để ổn định pH nước. Về thức ăn, ốc bươu thuộc nhóm ăn tạp. Thức ăn trong tự nhiên gồm sinh vật phù du, rêu, tảo, thực vật thủy sinh, bùn bã hữu cơ, xác của các loài động vật đang phân hủy. Nuôi ốc thì chúng ta cần lưu ý đến các loại thực vật thủy sinh không thể thiếu. Thứ nhất đó là các loại bèo, có thể kể đến như là bèo cám, bèo hoa dâu, bèo tai tượng. Thứ hai là các loại gông, gông đuôi chuột, gông đuôi chồn. Tiếp đến là các loại hoa súng. Thứ tư là cây ấu. Thứ năm là gao nhúc, gao muống, lục bình và các loại thủy sinh khác. Các loại thực vật bán thủy sinh có thể trồng cặp bờ để nuôi ốc, có thể kể đến là khoai môn, cây kèo nèo, tai tượng, gao má, gao chai hoặc là gao bợ. Mục đích mà chúng ta trồng các loại cây bán thủy sinh cặp bờ là để cho ốc sinh sản. Ngoài ra, chúng ta còn có thể trồng các loại cây trên bờ để sử dụng lá, thân hoặc trái để làm thức ăn cho ốc, như là cây đu đủ, cây khoai mì, cây xiến chi, cây chuối thì ốc sẽ ăn thân của cây chuối mục. Các loại trái cây thì chúng ta có thể tận dụng trồng các loại cây ăn quả. Những cái loại trái cây dạt không bán được chúng ta có thể cho ăn, như là mít, xoài, thanh long, ổi. Các loại rau củ quả như là bầu, bí, mớp, bắp cải. Nói chung, tất cả các loại rau, củ quả, trái cây, ốc đều ăn được, nhưng không được nhiễm thuốc hóa học. Vì ăn trúng thuốc hóa học thì tỷ lệ chết rất là cao và dẫn đến mất trắng. Và trong điều kiện nuôi nhân tạo, có thể bổ sung các loại thức ăn tinh như là cám gạo, cám ngô, bột sắn, bột bắp, thức ăn công nghiệp để thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của ốc. Về thức ăn thì người nuôi cần lưu ý đó là cho ăn vừa phải, không để thức ăn dư thừa, qua ngày sẽ làm dơ nước. Chúng ta cần quan sát sức ăn của ốc để điều chỉnh cho phù hợp. Và chú ý quan trọng nhất đó là thức ăn phải sạch, không được nhiễm thuốc hóa học. Chú ý tiếp theo đó là một ngày chúng ta có thể cho ăn 2 lần. Lần thứ nhất là trước 7 giờ sáng và lần thứ hai là sau 17 giờ chiều. Vì trong thời gian này ốc sẽ nổi lên ăn rất nhiều. Và để thúc đẩy được cái sự sinh trưởng của ốc, chúng ta cần kết hợp giữa thức ăn xanh và thức ăn tinh. Và thôi thì em cũng xin kết thúc tập 3 ở đây. Ở tập sau thì em sẽ trình bày về thiên địch và tổng hợp các loại bệnh mà chúng ta thường gặp trong quá trình nuôi ốc. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.